Quyện Thủ Thừa tổ chức lễ công bố xã Bình An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Xã đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao mức sống người dân, số hộ khá giàu tăng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã chiếm tỷ lệ 1,08%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 50 triệu đồng một người. Từ năm 2013 đến năm 2020, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã gần 245 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 144 tỷ 800 triệu đồng. Cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, điện, trường học, trạm y tế và các công trình phúc lợi xã hội được đầu tư khang trang, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội ở địa phương. Toàn xã có 4 trên 4 ấp đạt tiêu chuẩn ấp văn quá theo quy định. Năm 2019, xã Bình An được Ủy ban nhân dân tỉnh Long An công nhận đạt chuẩn văn quá. Dịp này, xã được tặng công trình phúc lợi trị giá 500 triệu đồng của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 6 tập thể và 3 cá nhân, và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An tặng giấy khen cho 6 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã Bình An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.